có một đứa con thì cái bạn gái bên kia bạn ngại. Đúng và rồi. Bây giờ anh đặt cái điều đó ngược lại đối với em là anh ngại con em đúng không ạ? Đúng rồi, anh ngại sau này á, sợ xảy ra trường hợp là con anh con tôi, tại anh có làm bên dịch vụ chuyển tiền, thấy vợ chồng cứ giấu nhau chuyển tiền cho con liên tục, khi chuyển nhiều nhất thì 2 triệu, chuyển ít nhất thì 500, mà cứ giấu như vậy mình thấy nó gọi là không có rõ ràng, không có minh bạch á, cứ giấu, thấy nó không có thoải mái. Xuất phát từ cái đó anh thấy như vậy là người vợ người ta, như vậy là người ta sẽ giấu mình, có thể với người chồng đó cũng có thể là giấu vợ, như thế là sau này kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện rồi lại là ly hôn nữa, lại tan vỡ nữa, lại buồn nữa. Vậy rồi tới chừng nào bạn mới có vợ được? Thì đó thì cũng không biết nữa, giờ khó quá. Em chưa đủ tin. Đó, chưa đấy. Đủ lòng tin thôi. Anh lên đây ấy, thì nói chung là anh nói cũng có hay. Anh biết em nói rất hay, mà lòng anh thì là xác định rồi. Tại anh cũng phải đi chơi, tại anh cũng có công việc, tại em chưa tin anh nhiều thôi. Không biết là anh bở vai anh vẫn chắc hay không, nhưng mà nói chung là tài chính từ lúc mà lấy vợ giờ là anh lo hết. Em có nghe nhưng mà nãy giờ em cũng chưa có đề cập cái vấn đề tài chính lắm. Thật sự với em đó không phải là vấn đề quá to tát. Ở đây nhà gái không đề cập một chút nào về tài chính. Đúng rồi. Và chúng tôi cũng không yêu cầu bạn là phải lo về tài chính cho chúng tôi. Chỗ dựa vững chắc nó là tinh thần. Cái người phụ nữ khi mà họ đã một lần ly hôn rồi, họ chịu nhiều cái tổn thương như vậy rồi thì họ cần cái tinh thần mình rất đi. Là nhiều. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh cùng chào toàn em. Thể khán giả đang tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Mỹ Hạnh, em sinh năm 91. Hiện tại em đang ở khu vực Đồng Nai. Công việc của em là chủ của một shop mỹ phẩm, cũng kinh doanh, và hai mẹ con em đang sinh sống tại Đồng Nai luôn. Dạ em rất vui vì hôm nay được tham gia chương trình này, tại vì em đăng ký tham gia cũng khá là lâu rồi đó. Rồi, mời em trai. Em là Cường, đến từ Bình Dương. Công việc thì là kinh doanh, nhà trọ với cầm đồ. Em là gì Cường? Võ Văn Cường. Võ Văn Cường. À. Em sinh năm mấy Cường? Em sinh năm 1986. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì Cường? Em thì ưu điểm thì em sống có trách nhiệm, cũng thương người. Khuyết điểm thì em thường hay nói chuyện kiểu với người ngoài thì mình nhỏ nhẹ, nhưng người trong nhà thì mình có hay cáu gắt, nói nặng lời á. Ủa sao kỳ vậy, sao người ngoài mình nói nhỏ nhẹ mà người trong nhà mình lại nói nặng lời cáu gắt? Vâng. Là em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao vậy không? Em cũng không hiểu, đang cũng nhiều lúc cũng, nhưng mà trong lòng thì vẫn thương người đó. Tức là mình bản tính nó vậy đúng không? Đúng rồi, bản tính như vậy. Mình vẫn suy nghĩ là mình biết mình thương người đó và mình cũng kìm nén, nhưng mà nhiều lúc kìm nén không được nè, không nói ra. Cái này là em nói được nè, thì anh nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ được. Nhà gái đã nghe rồi, bây giờ tới nhà gái nè, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ, hòa đồng, em thương người, giúp đỡ người khác. Cũng chính vì cái ưu điểm đó mà nó cũng khiến cho em trở thành cái khuyết điểm luôn. Tại vì em rất là hay giúp đỡ người khác, cho nên đôi lúc em bị người ta gạt á chị, cũng nhiều chứ không phải là ít. Còn cái khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, nhưng mà nóng thôi chứ em cũng không có làm gì hết. Em nhiều khi em nóng quá, em tức quá thì em sẽ không nói nữa. Bên ngoài xã hội á thì sao cũng được hết, nhưng mà chỉ cần những người trong gia đình của em á, hoặc là người thân, người yêu thương em mà nói những cái lời mà nó hơi nặng á thì em sẽ rất là dễ bị tổn thương. Chết rồi, bên kia thì nói ngọt với người ngoài, còn nói nặng với người nhà đó. Dạ em cũng hơi sợ điều đó. Tại vì em đã từng trải qua cái chuyện sống với chồng em cũng na ná giống như vậy á. Em sợ. Na ná gì luôn á hả? Lúc nãy khi mà em có giới thiệu nơi của em ở là hai mẹ con em đang ở, thì chị Lan cũng đang thắc mắc là không biết là hai mẹ con là em với mẹ hay là em với con? Dạ em với con em ạ. Tức con là... em là hiện tại đang 4 tuổi, bé đã đi học mẫu giáo ạ. Rồi ở Đồng Nai chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ đúng rồi, cho nên cũng hơi buồn. Còn nhà đó là mình... Dạ em thuê để em kinh doanh và ở luôn ạ. Bên đây thì vừa có tiệm cầm đồ mà vừa có nhà trọ nữa. Dạ. Nói chung là nếu mà hai bên mà kết hợp với nhau thì cũng... Về chung mối. Về chung mối là cũng khá đó nha. Hai người đều làm chủ hết ha. Em có thể chia sẻ về cái mối tình đó được không? Dạ được ạ. Tụi em thì đến với nhau là do là tụi em làm chung một chỗ tòa nhà Sài Gòn Center bên quận 1 á. Rồi làm chung với nhau một chỗ cho nên là cũng có nhiều thời gian để mà gặp nhau, tụi em quen biết, rồi kiểu hay đi ăn cùng nhau ấy. Rồi một khoảng thời gian tụi em có quen, rồi sau đó tiến tới hôn nhân. Hai tụi em dọn về ở chung á thì bắt đầu sẽ có những cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra. Điều mà em sợ nhất á là chồng em đánh em.
em đang mang thai, giai đoạn đầu là em bị ngán á, mà kiểu chồng em là đi làm PT, công việc của anh ấy thì giờ giấc nó không có được cố định, xong rồi tới 1-2 giờ sáng về là cái thời gian thường xuyên đi về của anh là thời gian đó. Có nhiều lúc em rất là bị tổn thương do thời gian đó là em mới mang thai, em thai ngán mà em lại phát hiện ra những cái vấn đề em rất là buồn, như là em giặt đồ của chồng em thì em thấy rất là nhiều vết son hoặc là nước hoa nữ rất là nhiều. Em có hỏi rồi, xong rồi sau khi hỏi xong thì thay vì hai bên giải quyết được vấn đề á, thì nó lại càng ngày càng trầm trọng hơn, và đỉnh điểm là Chồng em muốn em phá thai. Em không chấp nhận điều đó. Thật sự là tới bây giờ em vẫn còn rất ám ảnh luôn. Cái điều mà ai cũng gọi là thấy thương hết, đặc biệt là những người phụ nữ bị bạo hành như thế ha, cũng chia sẻ với bên nhà gái nha. Dạ em cảm ơn ạ. Còn tình trường mình sao? Tình trường em cũng trải qua một đời vợ. Rồi sau thì cũng có tìm hiểu hai ba người nữa, nhưng mà tới hiểu người ta thấy mình có đứa con trai riêng rồi, người ta không muốn tới tiếp với mình nữa thì thôi. Con trai em mấy tuổi rồi? Tay em 8 tuổi. Ở với ai? Ở với nội. Em với vợ em lấy nhau bao nhiêu lâu? Được cỡ 3 năm. Rồi em hay cáu gắt chắc? Đúng rồi, em hay cáu gắt. Rồi vợ em ra đi. Vâng. Đó lỗi của em đúng không? Vâng, cũng lỗi của em. Đó, biết nhận trách nhiệm như thế anh nghĩ rằng là được. Miễn sao mình nhận ra cái lỗi lầm của mình là được, và mình khắc phục nó để người phụ nữ sau này đến với mình á, họ không phải chịu cái cảnh mà như vậy nữa. Cô gái bên này có một đời chồng và có một đứa con, và đây là con trai của cổ nè. Thì em cảm thấy như thế nào? Nó có phải là điều cản trở cho trong cái chuyện tình cảm của em sắp tới này không? Cũng có chút xíu. Cản trở về cái gì em? Cái thời gian tìm hiểu đó mình không có nhiều thời gian để sắp xếp. Em nói nó cũng hơi không công bằng lắm ha. Vâng. Tại vì bản thân em cũng đã có một đứa con mà. Nhưng mà vấn đề là tại vì con em ở với nội, em không có nuôi. Nên là em có nhiều thời gian. Còn đây là cô gái người ta nuôi con. Chị Lan lại nghĩ là khi mà bạn nghe câu chuyện này thì bạn dễ thông cảm hơn chứ. Tại vì mình đã có một đứa con mà. Quan trọng là sắp xếp thời gian tìm hiểu thấy hợp như được. Thật ra là nhà gái cũng phải lao động gấp đôi thì mới đủ tiền để nuôi con. Thì thời gian của người ta cũng không có nhiều. Đúng rồi. Thì mình phải là người chủ động. Cô gái bên kia cũng là chủ rất là năng động luôn đó. Không phải đơn giản đâu nha. Chứ cỡ cô gái này thì rất nhiều chàng trai theo đuổi luôn đó. Đúng. Em mong muốn một người yêu lý tưởng của em, một người mà có thể kề vai sát cánh với em như thế nào? Tiêu chí của em là một người đàn ông phải bản lĩnh. Có nghĩa là chấp nhận được những cái rủi ro trong quá khứ của người phụ nữ của mình. Mình chịu lắng nghe, mình chịu chia sẻ, yêu thương con của em. Đó là một cái tiêu chí quan trọng. Rồi, nhà trai, mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào? Biết nội trợ là được rồi. Ngoại hình bình thường, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thôi. Nó thấy bạn này có vẻ chán chán sao á nè. Bạn nào? Em á, chị đang đấy, em lên đây mà. Em không có nhiệt huyết trong chuyện tìm bạn gái hay sao, em thấy chán chán sao. Hơi nhút nhát mà cũng ít có tiếp xúc nhiều với bạn gái hay sao á. Hơi nhát đúng không? Đúng, hơi nhát. Nhát đúng không? Nhát hay là do gì? Hay là do nghe bên kia người ta có con rồi cái hơi quải? Hơi nhát thôi. Mà nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Trời ơi, hay quá, xuất sắc. Em gái đi với ai? Dạ em đi với một hai bé em với lại con em. Dạ em chào mọi người, chào hai MC. Em là Dương, em là em gái chơi chung nhưng mà cũng khá thân như em trong gia đình. Em thấy nhà trai sao nãy giờ, em đánh giá sao nè? Em thấy anh hơi rụt rè, có vẻ không tự tin nè. Hay là có ai ép anh không? Hay là có ai ép anh không? Bé hỏi câu đáp để gì? Không ai hết anh.
hai người mà đến với nhau, tìm hiểu với nhau á, thì anh có ngại bé không? Chỉ ngại một chút xíu thôi. Chỉ ngại một chút xíu thôi. Ngại một chút là sao Cường? Tại vì em nghĩ sau này trong lúc chăm con ấy thì người ta thường hay nói con anh con tôi ấy, thành sợ cái vấn mấy cái vấn đề sau này ấy. Trời ơi, bao nhiêu cặp họ cũng vỡ, gọi là lỡ chuyến đò, họ cũng cặp với nhau, họ không, sống thật ra thì cũng tùy tính cách mỗi người. Cũng sẽ có những người họ không thích, tuy là họ có gia đình, họ có con rồi, họ cũng đã lỡ bước rồi, nhưng họ không thích kết nối với một người có gia đình và có con. Thôi để chút mình gặp nhau coi nó có vấn đề gì xong mình nói ra luôn ha. Hồi nãy con thấy mẹ con khóc không? Thấy mẹ khóc không? Nó chưa biết gì đâu. Thấy không con? Thấy thương mẹ không? Có. Thương hết tuần mẹ mấy mốt mẹ khóc rồi con thấy lâu nước mắt cho mẹ nghe không? Dạ. Trời ơi giỏi không? Thôi được rồi, bây giờ hai bên gặp mặt đi. Thôi mở ra. Ok Cường, nào bắt đầu công việc của mình đi. Chào em. Dạ em xin chào. Cũng đẹp trai mà cũng phong trần mà, mạnh mẽ lên nào. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh, kèm với lại một cái phần ăn mà em đã chuẩn bị từ hôm qua. Và sáng nay em có mang theo, đó là món bò lúc lắc sốt cà phê. Em tự làm tay qua nấu. Làm ăn được không? Không, sáng nay có hâm lại rồi để đem lên nóng. Dạ em chuẩn bị từ hôm qua nhưng mà sáng nay em mới bắt đầu em nấu và mang tới đây nhờ chương trình hâm lên. Anh thử để coi thử cái tài nghệ nấu ăn của em có đúng theo cái yêu cầu cần một người phụ nữ nội trợ của anh không? Hồi nãy em có nghe là anh tên Cường, sinh năm 86. Em thì 91, nhỏ hơn anh 5 tuổi. Dạ. Mà nhìn em cũng xinh nhờ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, không biết là anh cảm nhận em như thế nào khi mà mới lần đầu gặp mặt ạ? Nói chung lần đầu gặp mặt thì thấy em xinh. Nói chung là tính cách thì không biết sao nhưng anh nhìn qua thấy cũng phụ nữ truyền thống đấy. Dạ, em ngon cảm không? Ơn anh. Ngon. Ngon. Đồ ăn á, tôi đang hỏi đồ ăn ngon không? À đồ ăn hả? Thịt bò ấy quá. Dài quá vậy. Hay lắm. Thôi về vị trí ngồi đi Cường. Đó. Bây giờ để ra đồ đây. Mời hai bạn cảm hai nhận bạn về trò nhau. Chuyện với nhau đi nào. Cái tiêu chí mà một người phụ nữ của anh á, hồi nãy thì em nghe thì nó cũng hơi chung chung. Cho nên là em muốn nghe rõ hơn cái người phụ nữ mà anh đặt cái mục tiêu ra trong tương lai á. Tại nhà anh cũng thiếu gì nữa đây. Nói chung là khổ cũng khổ, nghèo cũng nghèo, mà giàu cũng là giàu, chỉ thiếu có vợ thôi. Thì quan trọng người vợ thì bếp núc cho nó sạch sẽ gọn gàng là được. Nói chung là anh thấy em như vậy là cũng là được rồi. Dạ. Yeah. Rồi em còn muốn biết gì nữa không? Anh có thể nói chuyện với mọi người, giao tiếp với mọi người rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái lý do tại sao anh lại gọi là cáu gắt hoặc là khó chịu với những người thân yêu hoặc là những người trong gia đình của mình á, có một cái lý do đặc biệt nào đó không ạ? Ví dụ anh nói chuyện với em gái của anh đi, anh sẽ giao tiếp kiểu nó như thế nào? Nhiều lúc cũng như vậy luôn, với cha với mẹ cũng vậy. Cái này á là bạn bị một cái chứng bệnh, đó là bệnh ỷ lại. Dạ. Yeah. Tại vì đối với người ngoài á, bạn biết rằng người ta sẽ không chiều chuộng bạn, không tha thứ cho những cái lời nói của bạn nói ra làm người ta tổn thương. Nhưng bạn ỷ lại một điều rằng gia đình là người nhà, là máu mủ ruột thịt, là những người chắc chắn sẽ luôn luôn yêu thương bạn, cho nên chắc chắn người ta sẽ không buồn và không giận bạn vì những lời nói mà bạn nói ra. Cho nên khi mà bạn về nhà, bạn nói chuyện với người thân trong gia đình, nói với những người thân yêu của bạn thì bạn luôn luôn sẵn giọng vì bạn tin là người ta sẽ không rời đi. Đó là ỷ lại. Anh có một đứa con thì cái bạn gái bên kia bạn ngại. Đúng rồi. Và bây giờ anh đặt cái điều đó ngược lại đối với em là anh ngại con em đúng không ạ? Đúng rồi, ngại sau này á, sợ xảy ra trường hợp là con anh con tôi. Tại anh có làm bên dịch vụ chuyển tiền, thấy vợ chồng cứ giấu nhau chuyển tiền cho con liên tục, khi chuyển nhiều nhất thì 2 triệu, chuyển ít nhất thì 500, mà cứ giấu như vậy mình thấy nó gọi là không có rõ ràng, không có minh bạch á, cứ giấu, thấy nó không có thoải mái. Xuất phát từ cái đó anh thấy như vậy là người vợ người ta, như vậy là người ta sẽ giấu mình, có thể với người chồng đó cũng có thể là giấu vợ, như thế là sau này kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện rồi lại là ly hôn nữa, rồi lại tan vỡ nữa, lại buồn nữa. Vậy rồi tới chừng nào bạn mới có vợ được? Thì đó thì cũng không biết nữa, giờ khó quá. Bạn đưa ra một đề bài rất là khó và tự bạn đưa bạn vào trong ngõ cụt luôn. Yeah. Đúng không?
theo cảm nhận của em á, nếu mà anh muốn thay đổi cái vòng luẩn quẩn đó của anh á, thì anh phải đặt cái niềm tin vào cái người phụ nữ đó. Và khi cái người phụ nữ đó cảm nhận đủ được cái sự mạnh mẽ của anh rồi thì người ta cũng sẽ tin tưởng ở anh. Và cái chuyện mà cô muốn chuyển tiền cho người này người kia, tất nhiên là hai vợ chồng sẽ có một cái quá trình trao đổi, chứ không có chuyện là tôi muốn chuyển bao nhiêu tôi chuyển, anh muốn chuyển bao nhiêu chuyển, là em thấy cái sự liên kết nó không có, cái niềm tin nó không có. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Cái quan trọng lớn nhất là bạn phải yêu thương được con của cái người đối diện. Khi bạn đủ cái tình yêu thương với một đứa trẻ thì bạn sẽ làm hết cho họ. Tới lúc đó bạn không còn phân biệt đó là con của cô gái đó hay là con của mình. Thật ra là có hai vấn đề khi người ta đến với một cái cuộc tình dở dang đó. Đầu tiên là người ta phải yêu cái người con gái đã. Có đôi khi ta yêu người con gái xong ta mới yêu con của người gái đó. Và cũng có trường hợp ngược lại, người ta yêu con của người con gái đó xong người ta mới yêu mẹ người gái đó. Thì bạn chưa nằm ở trong trường hợp nào cả. Nó là như vậy đó Cường. Bạn cũng đã nhận ra rằng là khi người ta đến với bạn vì bạn có con riêng cho nên người ta ngại, người ta rút lui. Thì bây giờ bạn lại đưa bạn vào trong cái câu chuyện đó. Thật ra người đàn ông bản lĩnh mình không có sợ điều gì cả. Đúng. Khi mình yêu rồi đó, tất cả đều không có nghĩa gì với tình yêu của mình hết trơn. Tình yêu nó không phân biệt bất kỳ một người nào, không phân biệt giới tính, không phân biệt người đó là có đã ly hôn rồi hay chưa, hay là không phân biệt tuổi tác. Ở đây là bạn đang có cái sự phân biệt rồi. Câu chuyện thế này, thật ra các bạn lớn rồi, các bạn đủ để các bạn đưa ra quyết định của mình. Anh nghĩ bây giờ mình cũng phân tích nhiều rồi. Ha, các bạn có thể đưa đến quyết định luôn cho nó nhanh. Các bạn có một cơ hội 30 giây đến đây. Cường cứ nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Em chỉ nói về cô gái này thôi. Em thấy trước mắt em cô ấy là người như thế nào? Nãy giờ nói chuyện thì nói chung là thời gian nó ngắn, mình cũng không hiểu hết được về nhau. Hy vọng là sau chương trình này mình cứ bấm hẹn hò đi, rồi tìm hiểu tiếp. Nếu được thì tiến tới hôn nhân. Còn các cái vấn đề ví dụ như chi phí gì anh lo hết. Anh có nhà ở Bình Dương rồi. Nói chung là không ngại đi xa, nói chung là thời gian thì anh sắp xếp được. Tại vì anh là tự do tài chính, yeah. Tự do thời gian. Chỉ có là vấn đề ở em thôi. Cường nói rằng em cứ bấm đi, mọi thứ anh lo hết. Nhưng thật sự với cô gái trước mặt, em có một chút gì rung động hay không? Em còn ngại chuyện con cái nữa không? Chút chút thôi. Đó, chỉ băn khoăn điều đó thôi. Bây giờ anh muốn em nói điều gì đó lại về con của cô gái trước mặt em. Sau này mà em với anh về chung một nhà ấy, con em cũng như con anh. Về ghế ngồi đi Cường. Quyết định là do em. Nào, để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Em thật sự xin lỗi vì đã không bấm nút. Tại vì tìm một cái người mà thực sự họ phù hợp với mình không phải là ngày 1, ngày 2. Tuy nhiên là cái quan điểm của anh ngay từ đầu về cái người phụ nữ đó cũng nó có giới hạn đối với em á. Thứ nhất là em chưa đủ tin. Đó, chưa đấy. Đủ lòng tin thôi. Anh lên đây ấy, thì nói chung là anh nói cũng có hay. Dạ. Yeah. Anh biết em nói rất hay. Mà lòng anh thì là xác định rồi. Là anh cũng phải đi chơi. Tại anh cũng có công việc. Tại em chưa tin anh nhiều thôi. Không biết là anh bờ vai anh vững chắc hay không, nhưng mà nói chung là tài chính từ lúc mà lấy vợ tờ là anh lo hết. Em có nghe nhưng mà nãy giờ em cũng chưa có đề cập cái vấn đề tài chính lắm. Thật sự với em đó không phải là vấn đề quá to tát. Ở đây nhà gái không đề cập một chút nào về tài chính. Đúng rồi. Và chúng tôi cũng không yêu cầu bạn là phải lo về tài chính cho chúng tôi. Chỗ dựa vững chắc nó là tinh thần. Cái người phụ nữ khi mà họ đã một lần ly hôn rồi, họ chịu nhiều cái tổn thương như vậy rồi, thì họ cần cái tinh thần rất là nhiều. Ở đây Lan rất là tôn trọng và rất là gửi một cái lời cảm ơn với bạn, vì bạn rất thật thà với cái cảm xúc của mình. Bạn có sao bạn nói vậy? Thôi coi như hôm nay mình không có duyên bấm nút với nhau. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà.
Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Cảm ơn chị Ngọc Lan rất là nhiều, cảm ơn Quyền Linh rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi, nào hãy xin số điện thoại lại với nhau để cùng trò chuyện với nhau các bạn nha. Một câu chuyện chưa có một cái kết đẹp, nhưng trong tâm Quỳnh Linh cũng suy nghĩ thế này nè, biết đâu nó sẽ có một cái kết đẹp hơn thì sao. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn vừa vô, vừa nói tiếng trước tiếng sau, bạn bật cho em cái vừa mặt. Chào hai bạn. Rồi, ưu tiên em gái giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Quyên, năm nay em 21 tuổi. Em quê em ở Kiên Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ở công ty may, em trực tiếp may luôn. Dạ, em xin kính chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hải Đăng, em 27 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là thi công bên điện và nước. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở quận 12. Muốn về Kiên Giang phải đi qua Tiền Giang. Dạ đúng. Ưu điểm và khuyết điểm của mình thì bạn trai? Dạ ưu điểm của em thì cũng mình nắm bắt công việc tốt, chăm chỉ làm việc. Chúng em cũng biết nấu ăn, làm việc gia đình. Cái khuyết điểm em là cũng hay nóng tính đó mà. Mình có tật xấu gì không? Xấu em thì có nhậu chị. Trước em uống dữ lắm mà giờ này em bỏ rồi. Nhiều nhất là bao nhiêu? Em uống gần nào mà hết bia là em nghỉ luôn đó chị. Trời đất ơi. Em cũng cỡ vậy á. Hả? Hả? Uống bia hay uống rượu? Dạ thế nào cũng chơi được hết. Trời ơi. Hai người này thôi thua rồi. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm em trước đi thì nhiều lắm. Em hay quên. Em ghen cực kỳ luôn. Em mà thấy bạn trai mà chat chít với con nào là hôm sau em cho lên đường. Em cho con đó lên đường chứ không phải là bồ em. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi?
Kèm theo em thì chịu thôi. Ghê quá. Tôi nghe tôi thấy tôi hơi giận giận người đó nghe. Em gái có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có hai mối tình. Cái mối tình đầu tiên á thì đó là em mới nghỉ học, em phụ bán cà phê với dì. Cái bạn ấy nói em á là mấy đứa bán cà phê không có đàng hoàng đâu, không quen. Còn cái mối tình gần đây nhất là em quen được 2 năm. Lý do chia tay là tại vì em nói em là công nhân may á, thì gia đình bạn không hài lòng với bạn ấy hay kiểu vũ phu á. Đánh em hả? Dạ có lần em bị quan xong rồi em chưa kịp nói gì hết, mà cái tính em thì em quan không bao giờ em giải thích, em chỉ có khóc thôi. Xong rồi bạn vừa vô vừa nói tiếng trước tiếng sau, bạn bộp cho em cái vô mặt. Trời ơi. Thôi bỏ đi, đúng rồi em bỏ. Không, em vẫn tha thứ, em bỏ qua. Thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ với gái mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó đó, rồi bạn cứ làm lỗi xin lỗi hoài vậy. Nên em thấy em hết kiên nhẫn được rồi, em tự ý em chia tay với bạn. Không, vậy thì quá đáng quá. Không có được vũ phu nha bạn trai. Em không có đánh gì đó, em cười không mà. Rồi thì vậy cũng được. Tình trường của em sao? Em thì lúc em còn xong học 12 dưới quê anh thì mình cũng có quen. Đó rồi em lên Sài Gòn em đi học, cái em mê chơi á. Chơi cái em đi học rồi em đi nhậu. Khi cái tình cảm mình nó không còn, cái ít gặp anh, cái tình cảm không có thôi, mình phải chia tay nữa. Tụi em mong muốn vậy tìm anh. Một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai á, cao từ 1m68 trở lên. 86 được không? Dạ cũng được. Cũng được. Với đặc biệt là không vũ phu, mà không cần biết ảnh đẹp trai hay sao, ảnh cứ hát hay là em đổ thẳng thôi. Bây giờ chết rồi chị ơi, em không có biết hát. Để nó làm câu thử coi. Một vườn cây hoa trái đơm bông, chiều về trên sông điều hò ai quen. Hát nhìn tôi thử đưa tôi qua sông nữa mà lắm. Bằng lòng đi em, anh đón em về. Người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Cái này chắc đổ nghiêng quá chứ không đổ thẳng quá. Hát đáp lại đi em. Hồi nãy em có nghe anh là anh hay nhậu đúng không? Em có bài nhạc chế này em hát em tặng anh luôn. Rồi, đây luôn. Anh dấu yêu ơi, anh đang đi nhậu ở đâu anh hỡi? Anh hứa hôm nay anh sẽ về nhà thật sớm cơ mà. Nhậu quên đường về phải không anh? Nhậu xong về nhà nói liên miên. Anh cứ lê la, anh cứ về pha, xong tối bê tha cùng với bia rượu. Ta nắm tay nhau, ta thoát cơn say cùng dắt nhau về. Hay quá. Còn cái gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai có bồ rồi mà còn đi thả thính gái. Bạn trai kia có hay lên Facebook đồ không? Có thả thính không? Có lên Facebook với chị mà em không có thả thính chị ơi. Lại em lên em like mà em không phải thả thính. Thả tim không ạ? Em không có em thả like anh ta. Mà em thấy đẹp em like. Người ta thả em là em dính đúng không? Dạ không chị. Với em muốn là khi mà em có bạn trai rồi á, em phải được công khai mối quan hệ chứ không phải giấu. Thôi em ở nhà đi hay là không công khai em chứ. Trên Facebook này nọ em hay tan tên thì lại xóa, em ghét vậy lắm. Chị cũng ghét vậy lắm. Bạn trai, mẫu người lý tưởng em sao? Cao thì 1m58 trở lên thôi. Thì biết làm ăn chăm chỉ là được rồi. Bên có cái kia... điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích nói dối thôi chị. Tại vì tính em là ai nói dối em là em cũng nghe như là không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà nhiều lần là em nói một lần, nhưng mà nói xong là em nghỉ chơi. Em phải nhắc nhở chứ, ví dụ em cảnh cáo lần 1, lần 2, lần 3. Em chơi vậy khó quá. Về nhà có phụ bạn gái làm công việc nhà, có phụ vợ làm công việc nhà không? Thì em biết nấu ăn thì em nấu ăn được chị. Còn giặt đồ thì em không biết. Không biết giặt đồ? Dạ. Giặt đồ dễ hơn nấu ăn nữa. Dạ em không, em biết giặt nhưng mà em làm biếng lắm. Nhưng mà khi vợ đẻ thì em lo được vợ gì nào? Giặt giũ hay là mình nấu cơm nấu nước thì anh. Nói chung là mình làm những việc nào vợ mình cần thì mình làm đó. Lo cho con được không? Được cho anh. Cho con bú được không? Dạ cho bú bình anh. Thì thiết cho bú bằng gì? Nói chung là lúc nào cần quá cần thiết mình phải làm thôi. Chính xác. Rồi để anh coi đàn gái sao nha. Trời ơi dễ thương quá. Nhưng mà ghen quá không tốt đâu em. Nếu như mà bạn trai với bên em hợp nhau thì khoảng bao nhiêu em đồng ý bên đây bước tới? Tầm khoảng nửa năm. Cũng được, nửa năm dạ. Được không em? Dạ được anh, em cũng tính sang năm anh. Được rồi, bên kia cũng cao nha, dạ. Cũng dễ thương luôn. Chuẩn ha, làm dâu được không em? Dạ được. Về Tiền Giang có công việc gì cho cổ làm không? Mai đồ chị. Đơn giản ha, dạ. Dễ mà. Có cái gì mà em không có thích ở người phụ nữ không? Phụ nữ phải đảm đang việc trong nhà xíu, đừng có lôi thôi quá, đừng có dơ quá.
Tại vì một mình em dơ đủ rồi chị. Ủa, em dơ lắm hả? Em thí dụ á, rồi em đi làm về em mệt, em dơ đủ mình em thôi. Thí dụ mình đi làm về mình mệt á, mình chưa tắm liền mình nằm đó mình chơi Facebook gì đó này nọ không? Rồi có tắm không hay là chơi xong ngủ luôn? Tùy chị, có lúc mệt có ngủ luôn chút thì tắm. Mà đa số là mệt đúng không? Không, cũng hơi hơi. Đi làm về là mệt. Không được, có vợ là phải tắm chứ. Đúng rồi. Không tắm vợ chị. Cho xuống giường à. Bình thường mình ở một mình thì mình chừng nào không được, có vợ khác. Nhà ai dọn dẹp nhà, sạch sẽ không? Chị sạch chị. Sạch không? Thơm không? Dạ, lâu lâu xịt dầu thơm nữa thơm. Được, cặp này xứng đôi à. Thôi mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em. Em xin chào anh Sư Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là chị họ, cũng là bạn đồng nghiệp với Quyên. Em thấy anh trai bên đây thì cũng được. Tại em run quá, không biết nói gì hết. Run quá. Trai đi với ai? Dạ, em đi với ba dì của em với anh trai của em. Dạ, chào dì. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là dì của Hải Đăng. Hải Đăng cũng cái gì cũng được á. Có khi đi làm về là tệ cái lần để đồ dơ vậy ngủ luôn. Ủa, không thay đồ luôn hả dì? Không thay đồ. Không tắm mà cũng không cởi. Không tắm, không thay đồ luôn, rồi để vậy ngủ luôn. Đó, nó không ngứa hả ta? Mà sáng dậy mình tắm anh. Em chào anh Quyền Linh, chào chị. Dạ. Em với này là chị em ruột. Thì nói chung là cháu em nó cũng xấu thì cũng xấu nhiều. Nhưng mà nói uống rượu, uống bia thì thời gian trai trẻ mà. Bạn bè thì xong công việc thì phải giao lưu. Vì nhận xét thấy con cũng là vui, cũng có cá tính, vì thích. Bây giờ là gia đình hai bên là coi như tương đối là ủng hộ hết rồi đó. Ăn thua là hai bạn thôi, mình tâm sự, mình trò chuyện với nhau ha. Rồi, mở rau. Rồi, xin mời hai bạn tâm sự. Chào ha, xứng đôi ha. Nói chung là nhìn thấy dễ thương hơn anh nghĩ. Em làm thì trong thời gian em nó có rảnh lắm không? Thường thì 6 giờ là em kết thúc công việc rồi. Còn anh thì nói chung là có hẹn trước thì anh về, còn không hẹn anh nửa đêm mới về được. Rồi lỡ không hẹn trước mà cần liền rồi được không anh? Tùy lúc em, tại vì cái công việc của mình làm đó, lúc mà nó, nếu mà nó không gấp á thì anh bất cứ lúc nào cũng có mặt được á. Làm gì tới nửa đêm? Dạ, em thi công bên điện nước á chị. Mình làm những cái chỗ mà nó không được làm ban ngày có thể mình làm đêm. Mà có hẹn nhớ tắm nha anh. Tắm hôm nay tắm quá sạch luôn, tắm 2-3 lần luôn. Bộ đồ này giặt chưa? Dạ, mới tin luôn chị. Toàn bộ từ trên dưới là mới mua. Có đầu tư, có đầu tư. Phải, tại mới mua, tại mấy đồ cũ nó để cả tháng nào cũng giặt thú quắc ra nó có mặt. Có đâu anh, em giặt ủi, em đem bả giặt sạch trơn đó hà. Dạ, em thì em thấy anh cũng chững chạc, cũng được, em cũng hợp tuổi, em tìm cũng cao. Nên cũng có ấn tượng tốt. Anh thì anh thấy em dễ thương á. Nữa sau này cưới nhau thì tiền bạc và ai quản lý, con cái thì sao, tụi em bàn với nhau luôn đi. Chúng tiền bạc thì ai giữ cũng được anh, nhưng mà em không thích giữ tiền đâu, giữ tiền cũng nặng đầu lắm. Thôi để em quản lý tiền, anh quản lý con là gì. Cũng được đâu, sao đâu. Nếu hẹn hò rồi hẹn ở đâu vậy anh? Nói chung mà ở đâu cũng được em, anh ở ngay ngã tư ga mà em alo với anh chạy tới liền. Thì em chỉ thích đi chơi cuối tuần, tại vì trong tuần em mới làm về em cũng lười lắm. Em hồi trước khi có lúc không có bồ em hay xem phim ở nhà rồi em tự cười tự khóc. Mình có khi tìm hiểu mấy anh thì sáng ngủ đi chơi em đồng ý đó, tối em dở chứng em không đi. Công việc của anh đó là làm cắt ngày trong tuần hết luôn, anh không có nghỉ ngày nào á. Chủ nhật thì mình tăng ca làm luôn, nên là nếu mà có hẹn thì anh sẽ nghỉ anh ở nhà. Tính anh là anh thích làm chứ mà không, anh không thích nói, anh cũng không biết nói làm sao. Ví dụ mình nói nhiều quá mà mình làm không được thì sinh ra mình lại nói dối. Đặt tay vào nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ tương lai hạnh phúc của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời. Ô, em có bấm luôn á. Rồi, nắm tay đi. Mà hai gương mặt này có tướng phu thê nè, cũng hơi giống giống nhau nè. Thì em chị em cũng nghĩ vậy luôn. Tướng tá cao ráo ha. Rồi bây giờ xin gì đi kìa. Em đợi đã giờ muốn chết đúng không anh? Thì xin đi. Dì ơi, hôm nay giống như bấm nút là bạn gái con. Con cũng xin phép, tại vì mình hôn mà mình phải đúng rồi, xong nó qua bên đây
như chị bên đây là cho em xin phép hôn bạn em của chị. Cái Thủy Thủ cao mét bao nhiêu nghe? Chắc em là Thủy Thủ. Cao mét nhiêu vậy? Dạ, chưa được 70. Mét 70 hả? Dạ. Mét 70 cũng là bạn cao rồi. Bạn gái 5 tất mới thành 75 có gì đâu. Rồi, thân nè. Rồi. À, từ từ, chưa hết phần thân. Chưa hết phần thân luôn. Dạ. Phải sạch sẽ. Sạch sẽ. Dạ, và là người mà biết yêu thương bản thân á. Biết tự chăm sóc cho bản thân. Cái phần tâm. Tâm thì phải là người tử tế, sống vì mình và vì cộng đồng nữa. Tệ là gì nè? Tệ thì là một người mà con rất là kỳ vọng là làm một cái công việc mà nó mang tính chất tư duy. Dạ đúng rồi. Nói nghe nè, phần thân, phần tâm, phần tuệ là mình mạnh phần nào? Thân là... chiều cao nè. Đây là hơi hơi thiếu thiếu. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Và chào tất cả quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi trên đài truyền hình. Em tên là Tâm. Hiện em đang sinh sống tại Bình Phước. Năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ vâng. Tâm làm gì Tâm? Dạ em là kỹ sư máy tàu thủy ạ. À, kỹ sư máy tàu thủy ở Bình Phước luôn. Dạ không ạ. Thực ra thì công việc em là công ty thì hiện tại đang ở ngoài Hải Phòng. Hải Phòng. Vâng ạ. Và làm việc cho đội tàu của nước ngoài. Làm tại Hải Phòng luôn. Dạ thực ra công việc của em thì làm việc trên những con tàu Viễn Dương. Tức là em ở Bình Phước nè. Dạ vâng ạ. Công ty em ở Hải Phòng nè. Dạ vâng đúng ạ. Em làm trên tàu Viễn Dương nè. Nhưng mà làm cụ thể ở đâu? Thực ra cái con tàu nó đi lênh đênh trên biển và đi từ nước ngoài đó. Dạ vâng đúng ạ. Một lần đi như vậy lâu không em? Dạ hiện tại thì như năm vừa rồi thì em đi 6 tháng. Và năm nay thì đang có công việc chuyển về Việt Nam làm. Hiện tại thì đợt tới thì em sẽ đi khoảng 4 tháng. Đợt tới 4 tháng rồi sau đó là có lên bờ chưa hay là vẫn ở trên biển? Dạ có, sau 4 tháng thì sẽ lên bờ và nghỉ được 2 tháng ạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi bé yêu. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Trần Thị Phương Thanh, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang là luật sư và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em chào anh bên đó. Chào sao bạn. Bây giờ nghe thủy thủ tàu Viễn Dương lên đên trên biển vậy thì thấy sao, cảm giác bây giờ làm sao? Dạ, thực ra thì con cũng chưa bao giờ có cơ hội quen một cái người nào, kể cả là bạn, có một cái công việc khá là thú vị như vậy. Thủy thủ dạ. Ha. Dạ. Thôi vậy bây giờ mình cứ nói trước về mình đi để cho anh ấy hình dung trước nè. Cái tốt, cái xấu của mình như thế nào? Tính tình á. Dạ, điểm tốt thì con là người hòa đồng, hoạt bát, lanh lợi, có tư duy tích cực, biết quan tâm đến người khác, khá là độc lập trong cuộc sống, dạ, có trách nhiệm với gia đình. Còn điểm chưa tốt thì cái công tác nữ công gia chánh á thì con hơi chậm chạp một chút xíu, con ăn uống cũng bị chậm, nhiều khi đi làm mà bắt đầu ăn cùng với mọi người, nhưng mà mọi người ăn xong rồi mọi người đi ngủ dậy thì con mới ăn xong. Ăn mà ăn nhây ăn nhơi dữ vậy đó hả? Cái này mà xuống tàu ăn là mệt ha. Trời ơi, ăn nhơi mà nhơi thế ớn luôn á. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu thế nào? Điểm mạnh thì thế này em cũng là một người khá là vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Nói chung là cũng hiền lành, tốt bụng và rất là tình cảm với mọi người. Điểm yếu? Điểm yếu thì cũng có một số điểm yếu như là lười chăm sóc bản thân mình. Nhưng chăm sóc tàu thì tốt hơn đúng không? Vì đó là công việc của mình ạ. Rồi, ở bên đó hỏi bên thủy thủ trước đi. Nếu lên đên vậy là tình yêu như thế nào? Có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi ạ. Vâng. Tại sao lại chia tay? Người đầu tiên ấy, thì khi mà họ không muốn mình đi xa nên là họ quyết định dừng lại. Còn người thứ hai thì cũng vì tình cảm đi xa. Nên là cái tình cảm nó... Đúng rồi. Nếu như mà mình có bạn gái mà đi 6 tháng, 4 tháng lên đên trên biển hoài, ở đây người ta cũng buồn, người ta nhớ, người ta thương, người ta lo. Dạ đúng rồi. Ghen thì cũng ghen, ở đó trên tàu có ai đâu cua mà ghen. Nhưng mà người ta lo. Với lại tuổi thanh xuân phụ nữ qua đi rất là nhanh luôn ha. Rồi, đó là những cái mà đã trải qua. Bây giờ cố gắng làm sao nếu có một mối tình sắp tới mình chăm sóc, mình tranh thủ dành thời gian làm sao á để cho bà gái yên tâm. Bên đây mặt xanh hết trơn chọi rồi kìa. Rồi mình nói đi, cái tình yêu của mình sao rồi cưng? Dạ, thì thực ra con thì cũng có trải qua 2 mối tình. Nhưng mà theo con đánh giá thì nó không phải là sâu đậm đâu, mà là hẹn hò tìm hiểu thôi. Sau đó thì cảm thấy là không có đủ cái tình cảm đủ lớn để mà bước sang cái giai đoạn cam kết với nhau lâu dài. Thì tụi con dừng lại cái mối tình gần đây nhất thì là tầm hơn 1 năm. Hơn 1 năm rồi đúng dạ. Không? Bây giờ con muốn có một cái người đàn ông như thế nào? Thực ra mỗi con người chúng ta thì có 3 phần. Đó là
thân, tâm và tuệ. Thì về phần thân thì con mong muốn một cái bạn nam là cao từ 1m75 trở lên. Trời, dạ. Để coi chú Thủy Thủ cao mét bao nhiêu nghe. Chắc chú em là Thủy Thủ. Cao mét nhiêu vậy? Dạ, chưa được 70. Mét 70 hả? Dạ. Mét 70 cũng là mang cao dài rồi. 5 tấc mới thành 75 có gì đâu. Rồi, thân nè, rồi. À, từ từ, chưa hết phần thân ạ. Chưa hết phần thân luôn? Dạ. Phải sạch sẽ. Sạch sẽ. Dạ, và là người mà biết yêu thương bản thân á, biết tự chăm sóc cho bản thân. Cái phần tâm. Tâm thì phải là người tử tế. Sống vì mình và vì cộng đồng nữa. Tuệ là gì nè? Tuệ thì là một người mà con rất là kỳ vọng là làm một cái công việc mà nó mang tính chất tư duy. Dạ đúng rồi. Nói nghe nè, phần thân, phần tâm, phần tuệ là mình mạnh phần nào? Thân là chiều cao nè, tại đây là hơi thiếu thiếu. Biết lo cho bản thân nè, không biết lo chăm sóc cho bản thân không à. Nè chăm sóc bản thân thì đương nhiên là cuộc sống một mình thì chỗ nào mình cũng phải tự chăm sóc mình. Tuệ vì em làm bên kỹ thuật tàu thủy. Nên vậy là phải tư duy rồi. Tư duy rồi. Rồi như vậy là ba phần là 90-95% hết rồi. Chút xíu nha. Xin lỗi nha, tại bên đây gia đình bên tôi luật sư đó, cho nên là tụi tôi phải đâu ra đó gạch đầu hàng rõ ràng. Chứ luật sư là không có trật. Nhưng tình yêu nó phải là luật đâu. Không mang tính nhân lực ở đó. Biết vậy nhưng mà tụi tôi vẫn bị bệnh nghề nghiệp. Tình yêu nó đến từ trái tim mà nó có thể đến bất kỳ lúc nào và sai bất kỳ lúc nào. Rồi, con hồi hỏi ốm chút xíu nha. Tại vì mấy bữa nay lo lắng nhiều quá. Lo gì? Xuất ký. Lo gì? Lo lên chương trình ạ. Trời ơi. Không, tôi thấy vậy là được rồi. Không, lấy vợ xong rồi sẽ mập ra, tại để vợ chăm sóc coi sao. Nha, giống như anh này nè, xưa anh ốm nho mà vợ anh chăm sóc giờ anh mới được vậy đó. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em trai thế nào? À, nói chung là em cũng không yêu cần yêu cầu nhiều. Ví dụ như là một người phụ nữ là phụ nữ nữ công gia chánh, ngoan hiền, lễ phép. Một người phụ nữ là tốt. Phụ nữ là sao? Tức là có những đặc điểm của phụ nữ, ví dụ như là một người phụ nữ phải có đặc điểm như người phụ nữ chứ. Đâu em giải thích cụ thể đó coi sao? Ví dụ như là ngoan hiền lễ phép, tốt với mọi người. Ủa là phụ nữ là phụ nữ chứ sao không mà? Đó là cái tiêu chuẩn cái người phụ nữ này bạn này muốn. Thì bên tôi là có đủ hết trơn tôi rồi đó. Tôi chưa hiểu luôn á, tôi coi cái người này có phụ nữ có phải là phụ nữ không? Đó. Trời ơi. Nghe chưa? Đạo luật sư. Phụ nữ phải thật là phụ nữ nha. Yeah. Né quá phụ nữ này, nhìn vậy là thấy phụ nữ rồi. Được rồi. Nãy giờ nghe anh đưa ra cái tiêu chí đó, con thấy con có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, con nghĩ là con đáp ứng được chắc tầm 90%. 90%, dạ. Tốt rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai em gái? Dạ, em đi với người bạn thân thiết của em. À, rồi. Dạ, xin chào tất cả quý vị trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Cao Văn Hải, là bạn thân cùng với lại bạn Thanh đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Thì em có nhận xét sơ bộ là anh có vẻ là rất là chân thành, rất là có nhìn có vẻ là rất là hiền hậu. Về mặt về cái yếu tố như bạn Thanh nói là tâm á, thì có lẽ là đúng như những gì bạn Thanh có yêu cầu. Còn về việc mà có hoàn toàn phù hợp hay không thì em nghĩ là để cho hai bạn trao đổi thêm thì sẽ hiểu hơn ạ. Cảm ơn. Dạ. Hải. Anh trai đi với ai? Hôm nay em đi trai với em đi với một số bạn, số bạn cùng hả? Cấp 3. Rồi mời bạn cho ý kiến nào. Dạ xin chào MC của chương trình và toàn thể quý vị đang xem chương trình. Thì em tên là Bích Ngọc, hiện là bạn thân học từ cấp 3 với Tâm đến nay chắc cũng hơn 10 năm rồi. Thì em xin nhận xét về bạn gái đó là bạn gái nhìn rất là dễ thương. Lại với những cái tiêu chí của Tâm á, thì bạn gái có thể đáp ứng được. Mình thấy hôm nay hai bạn đến với nhau, đến với chương trình này là mình thấy hai bạn cũng có duyên với nhau. Và mình mong các bạn cho nhau cơ hội để bước tiến xa hơn nữa. Mình đã chơi với Tâm mấy chục năm rồi, thì mình cũng có thể nói thêm, không phải là mình khen. Nhưng mà các bạn biết á, khi mà đi tàu về, thí dụ mình đi 9 tháng, mình về 3 tháng là những thủy thủ thường ở nhà chơi. Nhưng mà riêng Tâm là Tâm luôn luôn nghĩ ra cái gì đó để kiếm việc làm cho bản thân, để mình không bị đi sau thế hệ và luôn luôn phát triển bản thân mình. Cảm ơn. Đây là thông tin rất tuyệt vời. Một thông tin rất là hữu ích. Đúng rồi. Nào mở rào. Bây giờ sẽ là không gian của hai bạn đó. Cứ trò chuyện để hiểu nhau nha. Vâng. Mình có món quà. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Món quà gì đó? Một cái bút ạ. Dạ mà. Không biết là món quà này có ý nghĩa như thế nào để... À, có một cái nhân vật mà em rất là
yêu thích thì ông ấy có nói là tất cả những gì bạn mong muốn á thì hãy viết nó ra. Tại vì em cũng đồng ý với quan điểm đó, bởi vì mình viết nó ra thì cũng như là một lần mình mang nó vào trong tâm trí mình khắc sâu hơn một lần để nó có đường trôi đi. Cảm ơn. Hai bạn hãy nói cho nghe về quan điểm về hôn nhân gia đình với nhau. Anh trước đi ạ. Về quan điểm về hôn nhân thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà hiện tại bây giờ mà giới trẻ có một cái xu hướng đó là single mom? Thì ví dụ như trong cuộc sống bây giờ mà họ cảm thấy không hợp nhau, hay là sống với nhau có một đứa con rồi nhưng mà lại cảm thấy là mình không còn hợp nhau nữa, không còn yêu nhau nữa, dạ, và họ muốn chia tay, thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề như thế? Đầu tiên á, thì em đến đây thì em không nằm trong xu hướng đó rồi. Dạ. Nhưng mà thực ra thì em nghĩ là tư duy của em hơi mở hơn một chút xíu. Đó là nếu mà mình kết hôn, mình có con và cái cuộc sống hôn nhân đó nó không được như mình mong muốn, thì bản chất của hôn nhân là làm cho nhau tốt đẹp lên và hạnh phúc hơn. Và nếu mà họ cảm thấy không hạnh phúc được nữa thì em nghĩ là họ có quyền để mà sai thì làm lại. Thì họ có thể vẫn chăm sóc con tốt, thì em thấy vẫn tôn trọng cái điều đó thôi. Thì em nghĩ là như thế. Thôi mình nói chút xíu thì hẹn hò đi. Hò thì giờ phải chờ 4 tháng thì... nữa. Chờ sau 4 tháng nữa mới hẹn được. Giờ nói bạn chuyện có ngại quá vấn đề đấy không? Dạ, cá nhân em chia sẻ thẳng thắn thì em rất quan ngại điều đó. Rất quan ngại, dạ, không? Vì nó chắc chắn là nó sẽ trở ngại. Bởi vì em có cái quan điểm là cái tình cảm là nó phải có cái sự tương tác trực tiếp. Em thích đối thoại hơn là em không thích nhắn tin ạ. Thì... mà bây giờ nó dĩ lỡ rồi, 4 tháng nữa mới lên bờ được, có chờ được 4 tháng không? Với cái cảm xúc khi mà gặp bạn này á, như thế thì là liệu mình có thể chờ được bạn 4 tháng không? Bởi bây giờ nó là bất di bất dịch rồi, 4 tháng dạ, lại sau đó mới lên bờ. Có và thể có xíu bạn ấy sẽ quyết định sao? Nghĩ rằng đó, bạn nói đúng đó, đó là một cái trở ngại. Mà dạ, nãy bạn nói đang quá ngại luôn đó. Dạ. Phá tan cái không khí này chút xíu đi nào, hát hò chút xíu. Nào bước tới giao lưu tình cảm, cái nắm tay bạn gái rồi hát bài nào đó, nắm tay và cô gái luật sư nào mà. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt và hát một bài nào đó. Em thích hát bài gì em hát? Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ khô mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Bây giờ mỗi người nói một câu nào đó, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Em thấy gương mặt anh khá là sáng sủa, chiều cao anh thì em thấy cũng ổn, anh trao đổi chân thành thẳng thắn, thì em cũng thích những cái điểm ưu điểm đó. Cảm ơn bạn. Nói chung là mình đến đây thì cũng là một cái duyên. Có thể là mình đi vòng quanh trái đất nhưng mà vẫn chưa gặp được một người nào đó phù hợp, và hôm nay đến đây chương trình, yeah, thì nói chung là chúng ta cũng đã gặp nhau ở đây. Mình sẽ thử cho nhau một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau, biết đâu cái duyên nó là cái duyên tiền định. Rồi, yeah, hết thời gian, chúng ta sẽ ra lời bằng nút bóng. Nếu các bạn cảm giác rằng là đây một nửa mảnh ghép mình cần ghép lại thì bấm nút ngay. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Nào, 1, hãy làm theo trái tim. Đúng rồi. 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Bạn gái không bấm. Dạ. Nói chung là xin bắt tay được. Dạ. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Dạ. Và có cuộc sống sau này thật tốt. Dạ. Em chúc anh vẫn yêu công việc và tìm được cái người thực sự có thể hy sinh và hiểu anh nhiều hơn. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Vâng, cảm ơn. Nói chung là em cũng có cái kế hoạch cho tương lai của mình. Thì nói chung là không phải là đến ví dụ như một thời gian thôi, mình sẽ về và ổn định cái công việc ở trên bờ. Rồi. Vâng. Nói chung là cái đó thì về công việc thì em không có ghen cái vấn đề đó. Phải hỏi mình mới biết, dạ, đúng không? Mình phải vô mình hỏi, hoặc là mình xong rồi mình chờ mình hỏi, chứ mình lẳng lặng mình đi về vậy là đâu có đúng. Dạ. Bây giờ ví dụ như sau này mà lấy nhau, em có xin được công việc cho bạn gái lên quê mình không, lên Tiền Giang không? Dạ, nói chung là nếu mà bạn gái đồng ý về với em thì em có hỗ trợ bạn ạ. À. Mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ, đang sống với mẹ. Rồi, gặp gia đình là mình ở chung hay là mình ở riêng? Dạ, thì em trong gia đình đây em làm theo Úc, nên là ở đang ở chung với mẹ.
mẹ luôn. Em có phải là người lãng mạn không? Có khi nào em nói một cái lời ngọt ngào với bạn gái của mình? Nói chung thì cái vấn đề mà trong tình yêu thì em ít khi nào mà dùng lời nghĩa ngọt ngào lắm vậy. Em kiểu là thể hiện một hành động của mình. Có hành động không? Rồi ví dụ giả tỷ giờ bữa nay sinh nhật bạn gái em hành động sao? Nói chung thì em tạo cho bạn cái món quà bất ngờ. Thì em cũng không biết trước là như thế nào. Không, cũng chưa thấy cái gì lãng mạn hết trơn. Lãng mạn là ví dụ ngày sinh nhật của bạn gái ha, em mua cái bánh kem ha, rồi em tới quán cà phê nào ngồi trước máy hiên nhà đó, xong cái mời bạn gái tới bịt mắt rồi đầu cái ngồi vô cái nhờ ai xịt mưa ướt hết vậy đó, vừa mưa vừa ăn bánh kem vậy, ví dụ vậy mới lãng mạn. Rồi bây giờ nếu được nè, chị nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm vậy. Rồi chút xíu nữa mình phải có suy nghĩ đi nha, nếu kéo màn lên mà cảm thấy ưng bụng là phải có một cái pha tỏ tình gì đó lãng mạn cho mọi người ở đây xem tiến kiến nha. Rồi bạn trai thì cũng được, có vẻ là cũng hơi ghen ghen đó. Bữa nay thì hiền nhưng không lãng mạn được, em trai này thì khô à. Bữa nào muốn lãng mạn gặp anh chỉ cho. Dạ, em nhớ hỏi anh lên nhiều quá. Nhớ hỏi anh nha. Dạ. Đầu tiên em chào anh Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Cao Văn An, 27 tuổi. Hiện em Cao Văn An. Cao Văn An, 27 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Trời, bữa nay miền Tây không ha. Làm gì Tiền Giang lên đi hết ông nội. Làm công việc gì? Dạ công việc của em là nhân viên bên sản xuất giày thể thao xuất khẩu của công ty Đài Loan ạ. Em ở huyện nào? Dạ huyện Chợ Gạo. Chợ Gạo luôn. Chợ Gạo. Rồi mới nhắc Chợ Gạo giờ có Chợ Gạo liền á. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Quỳnh Thị Tuyết Trinh, năm nay em 28 tuổi. Em sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Đồng Tháp cũng miền Tây nhưng mà cũng hơi xa Tiền Giang một xíu xíu xíu. Đâu có xa, Tiền Giang với Đồng Tháp sát bên nhau. Chỉ có xíu thôi. Bước qua bước lại thôi. Bạn trai là 20 mấy tuổi? Dạ em năm nay 27 tuổi ạ. 27, bên đây 28. Lớn hơn tuổi có sao không em? Dạ không vậy, tuổi tác em không quan trọng vậy. Rồi không quan trọng, bạn gái có ngại gì không? Nếu bạn nam đồng ý thì em cũng đồng ý. Vậy hay quá. Đồng Tháp ở huyện nào em gái? Dạ em của huyện Châu Thành sát bên Tiền Giang anh ơi. Rồi huyện Châu Thành sát bên đúng luôn rồi. Đẹp rành. Em có ưu điểm như thế nào? Dạ vì ưu điểm của em là tính em thì rất là hiền, vui vẻ, thì siêng năng và có tính tự lập cao. Thì em biết quan tâm đến gia đình, thì biết nấu ăn cũng như là chăm sóc trẻ con. Và cái sở trường của em là đam mê nhạc bolero. Đam mê nhạc bolero hả? Dạ. Rồi ngồi hát tặng cô ấy nha. Còn khuyết điểm? Dạ nói chung là khuyết điểm của em thì em có tật là hay quên. Nhưng mà khi mà kêu em làm việc gì đó thì phải làm chưa liền. Dễ dễ khoảng 15 hoặc 20 phút sau thì em có thể quên, không nhớ. Dạ. Cụ thể cái nghề của em là làm cái gì? Dạ cái nghề của em là bên nhân viên phối màu bên đế của giày thể thao. Tức là phối màu. Dạ, em phối màu cho các loại cái đế giày đúng dạ, không? Dạ phối màu cho tất cả cái đế giày ạ. Rồi, mời bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết hát và giống như là có tham gia thể thao. Ồ, chơi môn gì? Dạ võ thuật. Võ thuật? Môn gì, môn nào, võ nào? Dạ taekwondo. Dữ không? Có đai gì không? Dạ chuẩn bị sắp lên đai đen mà lúc đó em thi cao đẳng nên mới đai đỏ hả chị? Mới đai đỏ sắp lên đai đen. Dạ. Quá dữ luôn. Bên kia cẩn thận nha, này dữ à. Rồi còn ưu điểm gì nữa không em? Dạ ưu điểm của em là em biết hát. Rồi khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là hay quên với nóng tính. Rồi sao hai đứa nào cũng hay quên hết trơn vậy? Em gái có thích nhạc bolero không? Dạ em rất thích anh ơi. Rồi nhớ miền Tây mà dễ đứa. Gì kiếm bài nào hát chung nha. Rồi tình trường thì sao nè? Dạ em có một mối tình được 2 năm xong hai rồi năm. Chia tay. Sao chia tay? Tại vì bạn nam thì cũng do là nhỏ tuổi hơn em, với cái thứ hai là bạn nóng tính và hay ghen. Nhỏ hơn em nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi. Rồi cái nhỏ hơn mà không có quan tâm đến em nhiều, nóng tính hay ghen cái chia tay? Dạ cũng có quan tâm nhưng mà bạn quan tâm giống như là kiểm soát em luôn á. Em phải hỏi bạn trai bên kia coi, tại vì bên kia cũng nhỏ hơn đó. Dạ. Có ghen quá không? Em hỏi đi. Anh có ghen không anh? Tính anh thì nói chung thì ghen nhưng mà ghen đúng mức chỗ. Dạ rồi anh có nóng tính không? Tại vì em nóng tính mà
nóng tính thì nói chung là tính anh thì hiền, nhưng là nóng tính này gặp với hiền là hòa đồng nhau. Dạ. Hòa hợp. Chứ em nóng người đánh sặc gặt luôn à. Dạ. Yeah. Quýnh dữ. Có giỏi nữa. Có giỏi nữa. Không á. Rồi vậy tình trường của em thì sao, mấy mối tình rồi em? Dạ thì tình trường của em thì em đã qua có hai mối tình. À, mối tình này còn đây nhất là em chia tay được gần 1 năm à. Rồi em bao lâu mà chia tay? Dạ khoảng 5 tháng. Trời ơi sao quen nhanh quá vậy, rồi lý do sao chia tay? Dạ thì nói chung là thời gian đầu thì tụi em cũng có nhắn tin với gọi điện qua lại với nhau cũng bình thường. Rồi chung hôm đó là đi làm về em cũng nhắn tin gọi điện bạn á, thì bạn cũng không nhắn tin lại, cũng không nghe máy luôn. Thì ngày hôm sau thì em qua thì em biết là bạn đó là đã có người yêu mới rồi. Gì kỳ vậy, nhanh quá. Giờ rút kinh nghiệm nha. Nhắn tin qua nhắn tin lại cái đi qua thấy có người yêu mới. Dạ anh ơi, cho em hỏi lỡ như em có công chuyện mà em không nghe máy hay không trả lời tin nhắn được rồi sao anh? Không, cái đó thì ví dụ anh giờ anh nhắn tin không, em nghe không được, em trả lại không được thì có thể là khi nào em rảnh thì em trả lại lại. Còn đằng này là không có trả lại gì luôn em. À, rồi em qua em bắt qua tang luôn hay sao? Dạ em qua thì em qua em thấy bạn gái đó đang nói chung là cũng đang nói chuyện với bạn nam. Rồi em có vô không hay là em đi về? Dạ không, em thấy giờ thôi em. Em thấy chưa chắc luôn. Đó là người yêu của người ta mà sao về. Dạ tại bạn nam nó làm chung ca với bạn nữ luôn mà. Chung ca? Dạ chung ca. Em có hỏi đồng nghiệp sao? Dạ nhưng thì em cũng không hỏi gì mà các bạn làm chung ca là cũng quen biết, em cũng nói với em biết. Nói thôi em phải, đúng ra nếu mà em yêu cô gái đó em phải xác minh em phải chứ. Tới em gặp em hỏi có phải hay không chứ em nghe người khác vậy. Nhiều khi cô gái đó giận là đúng rồi. Không, nhiều khi bữa đó công việc cái gì đó người ta gặp nhau, người ta bàn công việc vậy là gì. Vẫn chưa có yêu dữ lắm luôn ha. Cũng mới 5 tháng à. Người ta phải tìm thì ra cái tại sao lại như thế ha. Rồi thôi bỏ qua đi, bây giờ mình nói tình hiện tại đi. Tình yêu này phải bền lâu nha, phải chăm sóc, phải quan tâm, phải kỹ càng hơn nữa. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ mẫu bạn trai của em là tìm cao hơn em, vui vẻ, hòa đồng. Cao nhiêu em, cao nhiêu? Dạ em cao 1m62. Chà chị thấy cao dữ à. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m7 à. Được không em? Cũng được ha. Dạ được chị. Rồi gì nữa? Biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Không có nóng tính với ít ghen. Ít ghen? Dạ. Cô này cô bị ghen dữ lắm hay sao mà cô cứ nãy giờ cô nhắc tới cái chuyện ghen riết luôn hả? Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ không thích bạn trai gia trưởng. Hỏi thử ảnh thôi, anh có gia trưởng không? Anh ơi em có gia trưởng không vậy anh? Không, anh là không gia trưởng em. Nhưng mà tính anh hiền không gia trưởng. Rồi vậy được chưa? Dạ được. Có cái mẫu người lý tưởng là giống ai không? À, dạ mẫu người lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Ồ. Rồi còn bạn trai bên kia mẫu người lý tưởng của em sao nè? Dạ nói chung thì mẫu người của em thì em không quan trọng về bề ngoài cho lắm. Miễn là cái tính cách là biết hiền, biết lo làm ăn, biết quan tâm đến gia đình và đặc biệt là chung thủy, như vậy là đủ rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em không thích ở người bạn gái là hay cào nhau vậy. Ví dụ khi mà sai một việc gì đó thì nói khoảng 2 hoặc 3 lần thì đủ nghe rồi, chứ đừng mà cào nhau càm ràm quá. Càm ràm nó nói đi. Dạ, nó lại hoài nữa lại nhiều anh. Tật đi sao giống anh đó ta. Nếu mà được thì em muốn khi nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ có khoảng 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Dạ. Mình nhà gái mình có yêu cầu gì phía nhà trai nữa không? Em chỉ mong muốn là bạn trai biết quan tâm, chia sẻ với thông cảm được công việc của em. Tại vì công việc của em là bên công tác đoàn á, thì đi hoạt động xuyên suốt à. Với phải tập hợp thanh niên cho nên là thường xuyên nói chuyện với vận động thanh niên và tổ chức. Cho nên sợ bạn đó không có hiểu và không cảm thông được công việc của em. Rồi ghen tuông đó phải không? Rồi sức mẻ tình cảm. Bây giờ nếu như mà mình tìm hiểu thì bạn ấy sẽ đến thăm em rồi tìm hiểu. Nhưng mà đến lúc mà mình kết hôn đó, thì thí dụ như phải về Tiền Giang làm dâu thì em có đi được không? Dạ nếu như mà công việc của em chuyển công tác được thì em đi về bên chồng. Miễn là anh có công việc được ổn định thì chồng đâu vợ đó vẫn được đúng không? Dạ. Không có ngại làm dâu đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. À chào em. Bạn gái bên này là cực kỳ sợ đàn ông ghen, tại vì công việc của bạn là tiếp xúc với thanh niên rồi nhiều đó. Thì em nhắm là bản thân, ví dụ như em gặp bạn gái em mà giống như nãy em kể mà thấy người ta đi với bạn trai hay một cái người đàn thanh niên nào đó mà em lẳng lặng em đi về là thua rồi đó.
Thí dụ bây giờ em tiếp tục em gặp cổ rồi em lâu lâu em lên cổ chơi rồi thấy cổ đang ngồi với anh nào đó đang rù rì gì đó thì em xử trí thì sao? Dạ, nói chung là cái đó thì về công việc thì em cũng không có ghen cái vấn đề đó à. Phải hỏi mình mới biết, đúng không? Mình phải vô mình hỏi, hoặc là mình xong rồi mình chờ mình hỏi chứ mình lặng lặng mình đi về vậy là đâu có đúng. Bây giờ ví dụ như sau này mà lấy nhau thì em có xin được công việc cho bạn gái lên quê mình không, lên Tiền Giang không? Dạ, nói chung là nếu mà bạn gái đồng ý gì với quê em thì em có hỗ trợ bạn ạ. Mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ, đang sống với mẹ. Rồi lập gia đình là mình ở chung hay là mình ở riêng? Dạ thì em trong gia đình đây em là con trai út nên là ở đang ở chung với mẹ luôn. Ừ. Em có phải là người lãng mạn không? Có khi nào em nói một cái lời ngọt ngào với bạn gái của mình? Nói chung thì cái vấn đề mà trong tình yêu thì em ít khi nào mà dùng lời nghĩa ngọt ngào lắm vậy. Em chỉ là thể hiện bằng hành động của mình thôi. Có hành động không? Rồi ví dụ giả tỷ giờ bữa nay sinh nhật bạn gái em hành động sao? Nói chung thì em tạo cho bạn cái món quà bất ngờ. Chứ em cũng không nói trước là như thế nào. Không, chúng chưa thấy cái gì lãng mạn hết trơn. Lãng mạn là ví dụ ngày sinh nhật của bạn gái ha, em mua cái bánh kem ha, rồi cái em tới cái quán cà phê nào hay là ngồi trước mấy hiên nhà đó, xong cái mời bạn gái tới bịt mắt rồi đầu cái ngồi vô cái nhờ ai xịt mưa ướt hết gì đó, vừa mưa vừa ăn bánh kem vậy, ví dụ vậy mới lãng mạn. Rồi bây giờ nếu được nè, chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà được thì là khoảng ngày 6 tháng đến 1 năm vậy. Rồi chút xíu nữa mình phải có suy nghĩ đi nha. Nếu kéo màn lên mà cảm thấy ưng bụng là phải có một cái pha tỏ tình gì đó lãng mạn cho mọi người ở đây xem chứng kiến. Dạ. Nha. Rồi bạn trai thì cũng được, có vẻ là cũng hơi ghen ghen đó. Bên đây thì hiền tâm sự nhưng có lãng mạn được, em trai này hiền khô à. Bữa nào muốn lãng mạn gặp anh chỉ cho. Dạ. Này em nhớ hỏi anh lên nhiều à. Nhớ hỏi anh nha. Dạ. Xé trang cuối của anh Quyền Linh là được rồi đó. Em này hiền lắm. Chào em gái, rồi dễ thương quá. Bạn trai bên đây á cao ráo ha, hiền từ, nhẹ nhàng, không có nóng tính đâu, nói thôi với em mà la cái là sợ rồi. Gái gì cũng giỏ dữ ta. À, tại lúc trước em cũng sợ cái môn đó lắm nhưng mà khi mà tham gia được cái giống như là nó cái đam mê anh, cho nên em thích môn đó. Có gì quýnh ai chưa? À, dạ chưa. Học võ là tự bảo vệ mình và bảo vệ người thân của mình. Dạ. Không có đánh ai hết á. Dạ. Chuẩn bị lên đây tay đen hả? Dạ. Quá dữ. Quýnh mấy ông sàm sỡ á cưng. Em nếu mà gặp chồng mình hiền quá thì sao? Dạ nếu mà chồng hiền thì tốt chứ sao anh? Tốt. Anh này tốt đó. À, anh thấy hiền dữ lắm luôn á. Được. Nhưng mà đừng có ăn hiếp ảnh nha. Ảnh hơi khô khan chút xíu nhưng mà nếu mà em hướng dẫn đó, em gợi ý thì chắc chắn anh sẽ làm được tất cả. Mấy người hiền là mình phải gợi ý thôi à. Dạ. Em muốn lãng mạn thì nói em muốn lãng mạn, em muốn gì đó em cứ nói thôi chứ nhiều khi ta không tự giác được, ta nhát thôi chứ gì chứ. Nhưng mà thường nữ là ít có nói ra lắm anh. Giống như là mình muốn cái sự lãng mạn nhưng mà mình muốn bạn nam nó làm mà mình không có nói ra gì đó. Đừng có nói, muốn gì nói. Em nhờ đứa bạn nào em nói á. Đúng không? Em nhờ bạn nào nói, ê mày nói giống tao đi, tao thích lãng mạn. Bữa tổ chức gì đó mày nói ổng đi, đừng nói tao nói. Đúng không? Dạ. Đó cũng là một cái cách nha. Mai mốt có gì kêu ông lại hỏi Quyền Linh đi, ông nói cho nghe nha. Dạ. Anh chỉ cho. Chứ anh đây dễ thương hiền á. Rồi, còn điều quan trọng gì thì tụi em quyết định nha. Hôm nay hai bạn có đi với người thân không, bạn gái? Dạ em đi với chị ruột của em. Chị ruột của em. Rồi cho chị gặp chị ruột của bạn gái. Rồi, dạ chị. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào em trai và toàn thể những vị quan khách có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em là Kim Hoàng, chị ruột của bạn Trinh ở đây ạ. Hôm nay em đi chung với em gái của em ạ, để đến xem em trai ạ. Dạ, em chào chị ạ. À, chào em. Em xem sáng thì thấy vui không? Dạ vui, em đợi từ sáng giờ rất là vui anh. Công việc của em thì cũng nhiều nhưng mà em cũng phải sắp xếp công việc để đến đây tham dự cùng em gái của em. À. Em thấy em trai này cũng được, cũng hiền. Nhưng mà tùy duyên thôi, tại vì duyên số là cũng do mình tự tạo và cũng như mình nắm bắt một phần. Cho nên nợ là từ từ sao tính.
đó lại là do hai em có biết nắm bắt với nhau hay không thôi. Còn đây là cũng một cái duyên chương trình đã tạo hai em đến với nhau, thì chị cũng mong rằng hai em sẽ được hạnh phúc. Em có mong muốn gì em gửi tương lai của mình không? Còn nghe nói em gửi tương lai thích nhạc Bororo thì hãy về đội của chị sẽ huấn luyện em nhiều hơn ạ. Và đám cưới của em chị sẽ làm trực tiếp làm MC ạ. Chị ơi, không mấy chị làm ơi. Câu đi chị. Chị làm câu đi, dạ. Thôi để em nhường lại cho em trai, để hồi em trai tỏ tình với em gái của em ạ. Không, chị cứ làm câu đi chứ, chị muốn nhận đệ tử huấn luyện mình phải thể hiện chứ. Thôi chị, em chờ để em trai, tại vì hôm nay là nhân vật chính cho nên em nhường em trai tỏ tình với em gái của em ạ. Và sau này lần thứ hai em sẽ làm MC cho đám cưới của hai em ạ. Chị mong gần là thế ạ. Hay quá, nhớ làm MC đám cưới nha. Em nói gì với chị đi em trai. Dạ, nói chung này em cũng cảm ơn cái lời nhận xét của chị ạ. Em cũng cố gắng là sau chương trình này, nếu mà em với em và bà Bằng Trinh nếu mà có tiến đến với nhau thì em sẽ làm chăm lo cho bạn ạ. Rồi, cảm ơn. Em đi với ai? Dạ thì em đi với mẹ em với hai anh trai của em ạ. Có bác nữa ha. Dạ. Dạ chào cô. Dạ, chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Với, chào khán giả trong trường quay. Thì cô một nhận xét cháu gái đây cũng được, cũng dễ thương. Thì cô cũng coi hai cháu cho nó coi tìm hiểu cho, từ từ tìm hiểu nhau. Nhà chương trình đó cũng giúp đỡ giùm mà cho trai của cô thì nó hiền lắm đó. Ăn nó hiền dữ lắm. Chứ nó thì cơm nước đồ nấu ăn đồ thì giỏi lắm đó. Cũng... Nó có dẫn ai về ra mắt cô chưa? Không có quen, mà quen không có dẫn về. Tôi nói quen thì vợ chồng trăm năm thì quen thì con nhất định là quen là dẫn về, còn không có tính trăm năm thôi không có dẫn về. Cô thấy dạ. Đây dẫn về được chưa? Thì thấy nhà hai đứa nó có hợp thì dẫn về cũng được thôi. Hai cháu nó cũng được, thấy nhà cháu này cũng dễ thương. Cưới liền không cô? Thì cho không biết, giờ hai đứa nó tìm hiểu rồi, giờ cho tìm hiểu thời gian thì không biết nhiêu hả? Thì con tôi đó với cháu gái này coi như con ưng là mẹ gà mẹ làm thế, con giúp. Chịu thì tôi cũng chịu luôn à. Dạ dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ ý kiến của gia đình hai bên mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến giây phút là kéo cái hàng rào này ra để hai bạn gặp nhau, chúng ta tâm sự rồi chúng ta quyết định. Mở hàng rào. Chúng này anh có món quà nhỏ là cái một chiếc sơ môi để tặng cho em. Tuy là nó nhỏ nhưng mà anh cũng dành cái tấm lòng của anh trong đây dành tặng cho em. Dạ, anh hy vọng rằng em cũng như là cái chiếc sơ môi này luôn xinh xắn và nồng nàn. Dạ. Bây giờ hai đứa coi tính coi hát bài Bolero nào thử coi hợp không? Em thích bài Lại Nhớ Người Yêu không? Dạ không, em thuộc bài Tình Ấm Chiều Quê. Rồi anh hát tặng em bài Bolero đi, rồi em sẽ hát anh một câu vọng cổ. Trời ơi. Em ơi, anh nghe tặng em với tất cả mọi người một bài hát Lại Nhớ Người Yêu. Đứng đó hát nhìn cổ hát rồi. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lưới. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim phàng em sáng cả đời anh. Hay vô đường khổ liền, vô luôn. Còn có đêm nay tâm tình này em xin thốn càng,
Để sáng mai này thuyền hoa tất bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm em đêm. Rồi dễ thương quá. Sao chị cười cười dữ vậy chị? Dạ tại em hát dở quá. Không phải, là không có đàn thôi. Hát lạc tông chút thôi. Không có đàn, không có đàn. Yeah. Không, thôi được rồi đó. Vậy là giao lưu thấy dễ thương rồi đó. Bây giờ hai đứa tâm sự với nhau đi. Cho 6 tiếng hồ tâm sự đó. Dạ, anh nhận xét em như thế nào anh? Nói chung này lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Và cũng hiền. Dạ. Mới đầu anh dòng em mà anh cũng đâu biết em là tập giỏi đâu. Em nói anh biết. Dạ. Còn em cảm thấy nhận anh như thế nào? Dạ, khi mà gặp anh rồi thì em thấy anh giống như là một người rất là thân mến với em. Giống như là một người mà em đang tìm. Anh rất là hiền và dễ gần gũi và hòa đồng. Thì em tên Trinh phải không? Dạ. Thì công việc của em là ở bên đoàn trường hay gì em? Dạ, bên xã đoàn anh. Xã đoàn. Dạ, công tác bên đoàn thanh niên. Thì nói chung này lúc trước thì anh cũng là sinh viên, cũng có tham gia công tác đoàn, cho nên là vấn đề đó anh cũng hiểu. Dạ. Anh cũng thông cảm. Em có thích hay xem phim không? Dạ có, nhưng mà thường em xem ở trên tivi không ạ. Anh này cũng vậy, trước giờ anh cũng tại vì chưa có dịp. Anh cũng xem phim trên tivi mà anh cũng mơ ước là được một lần ngồi ghế đỏ để mà xem phim. Thì ngày hôm nay á, chương trình có tặng cho anh với em hai vé xem phim. Thì dạ. Anh ủa có tặng không? Ủa mình dự tính trước anh. Vé đâu cho. Nếu mà em đồng ý thì chương trình sẽ tặng cho anh với em hai vé xem phim. Không có. Anh em cùng trải nghiệm. Trời ơi chứ gì mà. Không có, chương trình này không có vé xem phim. Tự lo. Mua vé đi coi, cần gì phải chờ vé tặng. Trời ơi. Cái gì còn trên bàn còn cái gì nữa kìa. Để lát em hát rồi nữa tặng nữa. Hát nữa tặng nữa, tỏ tình đó hả? Dạ. Dữ quá, quá dữ. Bây giờ các bạn hẹn hò sao đó. Giờ giấc sao, địa điểm gì đó, lãng mạn gì đó, nói hứa với cô gái đi. Chưa gì cái lấy vé xem phim của tôi à. Từng đón em đi chơi được bao nhiêu lần rồi mình sẽ đi chơi tổ chức ở đâu? Hiện tại bây giờ em đang ở Đồng Tháp luôn em. Dạ đúng rồi, em làm việc ở Sáng Khánh, huyện Châu Thành. Nói chung thì cũng tương đối gần với Tiền Giang của anh. Tiền Giang của anh là gần cầu Mỹ Thuận không anh? Anh thì khúc trong Mỹ Tho, anh cũng Mỹ Tho. Dạ. Rồi một tuần lễ giờ em rảnh được bao nhiêu ngày? Dạ thường thì em đi làm là được nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà nhằm những cái hoạt động á thì thứ bảy chủ nhật có hoạt động thì em sẽ đi hoạt động. Thì anh một tuần thì anh làm việc từ thứ hai cho tới thứ bảy. Dạ. Thì nói chung là thứ bảy thì nhiều khi anh cũng có nghỉ nữa. Anh cũng làm việc giờ hành chính hả anh? Anh làm giờ hành chính không ạ? Dạ. Nếu mà thì từ thứ hai tới bảy thì anh qua thăm em, thì anh sẽ gọi trước báo trước cho em, em sắp xếp. Dạ, được. Dạ, tại vì từ Tiền Giang mà qua bên Đồng Tháp em cũng gần. Dạ, gần em. Thì nếu mà anh với em quen nhau và thấy hợp gì thì tiến tới hôn nhân, hay là em cần khoảng thời gian nữa không? À, dạ, tại vì em muốn tìm hiểu, tại vì em sợ cái người mà nam mà gia trưởng như nóng tính lắm, tại vì tính em đã nóng, em cần tìm một người là nguội để giảm bớt cái tính nóng của em. Em yên tâm đi anh, tính anh hiền, không có nóng tính đâu, dùng bài với em được. Dạ. Ví dụ giờ cậu nóng quá, cậu quýnh em thì sao? Dạ chắc không có quýnh đâu nè. Thí dụ nóng quá quýnh sao? Thì em làm gì? Chạy. Chắc em nghe em chạy thôi chứ. Chạy thôi hả? Thôi thôi, có quýnh đâu, trừ được không quýnh đâu. Lỡ tay thôi. Hoặc là mình làm gì quá đáng rồi. Đúng rồi, anh thấy bạn này hiền lắm, có gì đâu nói chứ. Bên kia làm gì có chuyện quýnh đây không? Rồi, bây giờ em đang suy nghĩ gì về người đối diện? Và nói tất cả những gì mà mình ấp ủ trong lòng từ nãy giờ, nói cho cô biết đi. Rồi ta tiến hành bấm nút. Thì nói chung là ngày hôm nay anh với em được ngồi tại đây. Thì cũng một cái duyên. Anh với em cũng chờ đợi khoảng thời gian cũng khá là lâu mới có cơ hội gặp nhau. Thì anh cũng cái khoảnh khắc này anh rất trân trọng và xem nó như một cái kỷ niệm quý giá nhất của anh cũng như là với em. Dạ. Tới giờ rồi đó,
Còn vụ này tới chừng nào mới đưa? Hết giờ rồi đó ông à, nhanh lên. Hát hò gì đó thì lãng mạn nha. Tặng em một cái phòng học này, anh dạ. Sẽ hát một tặng em. Lần đầu gặp em, anh cứ thương em nhiều. Chắc em là cô Tâm miệng sợ, cô Tâm ngày xưa. Hay là... Trời ơi, chung có quên nè. Làm anh lại, nắm tay, nắm tay vô. Thôi hát rồi hay là gì ghẻ nó mệt lắm mà. Thôi nha, bạn giới nghiêm đi. Nắm tay vô đi bạn, nắm ra đỡ rung ha. Rồi, nhìn thẳng vô mắt nhau, hát lại cái bài này tỏ tình lãng mạn đó. Cô Tấm mà nhớ cái gì đó, đừng hát lộn gì ghẻ là được rồi. Thức còn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm. Tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Ok, trở về chỗ ngồi đi em. Một kho tàn nhạc hết bên này đổi bài kia liền. Hai này gặp nhau về chắc nó hát suốt ngày nghe. Rồi hết thời gian rồi hai bạn. Rồi bây giờ để tay nút bấm đi em. Đặt tay vào nút bấm đây. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta trong cái giây phút thiêng liêng này. Cảm thấy rung động với đối phương thì bấm nút. Không rung động không bấm để dành cái cơ hội đó cho những người khác. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ, quyền quyết định là ở các bạn. Và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Một. Bấm đi, cặp này được lắm đó. Bấm đi. Không bấm. Hai. Bấm giùm cho. Ba. Hết thời gian. Làm lo chết luôn. Sao chậm vậy em? Dạ tại em có bấm nhưng mà hơi không có lực cho nên học võ mà sao bấm cái nút mà không có lực là sao em? Đây đây đỏ rồi, đây đen không có lực. Sao vậy, bữa nay sao vậy? Sao không có lực? Rung quá hả? Dạ. Rồi nắm tay ảnh cảm nhận sao, có truyền qua cái miếng điện nào chưa? Tay em thì ấm mà ảnh thì lạnh. Nhưng mà tay em cũng đang hay rung. Rung không? Rồi. Không biết là đỡ rung. Không. Em xin phép chị Trinh. Chị hứa làm MC rồi mà. Lâu lâu chứ, từ từ bình tĩnh. Chậm thôi. Chậm thôi. Thấy sao? Hùng thấy được không? À được ạ. Được ha. Con gái thấy sao con gái? Dạ cảm giác có cảm giác ạ. Có cảm giác vậy. Có cảm giác là được rồi. Rồi. Nè bây giờ mới lấy vé nè. Lo vé xem phim. Lên đây cái lo vé hoài luôn. Khóc là em hết la. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Tức là sợ giọt nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi được, anh xem cô kia có thích khóc không nha. Chào em gái. Dạ anh ạ. Em có hay khóc không? Dạ em thì chú dễ khóc luôn ạ. À. Vậy được rồi đó. Em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào, em nói cho Linh luôn đi. Về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm, nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt. Em cũng hy vọng bạn nam của em là một người chín chắn, sống có trách nhiệm và biết nghĩ đến gia đình. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Quá gia trưởng và vô tâm. Nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á, tức là anh nói phải nghe. Đó là hơi gia trưởng đó. Về cái điểm này thì em cũng có một chút chút, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải cố gắng để mà dung hòa. Em xin chào chị Tường xinh đẹp. Chào anh Đanh Vui Tính. Chào anh Nam bên Võ Mồng Tơi. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phượng. Ở nhà thì má em hay gọi em là Mít Ước, bởi vì em rất là nhõng nhẽo và dễ khóc ạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Dạ em chào anh MC Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường mà. Chào em. Chào khán giả. Chào bạn gái ngồi bên hàng rào bên kia. Em tên Trần Mộng Quốc. Năm nay em 31 tuổi. Em sinh sống ở Long Thành Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Dạ, em làm nhân viên chất lượng. Anh ở Long Thành ạ? Đúng rồi. Anh làm vậy là công ty đó là ở khu công nghiệp Long Thành luôn đúng không anh? Đúng rồi em. Cũng gần nhau mà đúng không? Dạ cũng gần. Hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Em nấu ăn không có được ngon. Mặc dù em rất là thích nấu nhưng đôi lúc em bày vẽ ra em nấu nhưng thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Không sao. Em cũng hậu đậu nữa. Ở nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là em. Sự hậu đậu nó có thương hiệu không chị? Nhưng mà em lại có điểm mạnh là
Em sống rất là có nguyên tắc và có trách nhiệm. Em có trách nhiệm trong cuộc sống, trong công việc và đặc biệt nhất là trong gia đình. Em thích chơi thể thao, thích đọc sách. Ưu điểm của em thì em thích nấu ăn. Rất là cưng bạn gái, cưng chiều bạn gái. Thích nấu những món ăn mà bạn gái thích. Ví dụ bây giờ ví dụ mình ăn chừng cái món đó 2-3 lần là có thể mình về mình bắt chước mình nấu theo được. Tuy nó không ngon nhưng mà cái đó mình có thể nấu giống vậy. Còn cái nhược điểm của em là không thích đợi chờ, giống như hẹn hò đi chơi là phải đúng giờ. Nhiều khi có thể suốt nó xê dịch khoảng 5-10 phút là được, mà để đợi lâu có thể hơi khó chịu. Bực mình á thì mình sẽ ít nói không nói, mình giận mình không nói. Mà khi nào mà đối phương nó nói chuyện trước thì mình sẽ bắt chuyện lại. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Nhưng mà mối tình sâu sắc nhất đối với em là mối tình đầu thời sinh viên, kéo dài 4 năm. Còn cái mối tình sau này? Mối tình sau này thì sau khi em ra trường em đi làm thì em gặp bạn đó. Nhưng mà bạn đó thì cũng vào đây công tác một thời gian thôi thì cũng trở ra Hà Nội. Rồi từ đó tới nay là bao lâu rồi chưa có bạn trai? Từ năm 2015 đến giờ. Lý do tại sao mấy năm nay không có ai, mình không để ý ai, không ai đeo đuổi như thế nào? Tôi cũng có các bạn nam để ý, nhưng mà em không biết sao nhưng mà em không có cảm xúc. Bây giờ bắt đầu cũng hơi khó tính rồi ha. Dạ. Còn bạn trai? Em thì em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em là cách đây khoảng 10 năm. Mối tình đầu quen được 4 năm. Mối tình thứ 2 thì cũng khoảng 3 năm. Thôi, 7 năm rồi. Rồi mối tình thứ 3? Thứ 3 thì mới đây, năm 2016. Là mấy năm? Được gần 1 năm. Tại sao mình lại phải chia tay những mối tình đó? Lúc đầu em, cái tính của em thì nó hơi ngang. Tính em, ví dụ em nóng lên á thì đừng có cãi lại. Mình nóng tính, mình cố chấp, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nhiều khi mình không có hiểu, mình không chịu hiểu người ta, mình cứ... Bắt ta phải hiểu mình. Đúng rồi. Cái đó coi như mình bỏ qua nha. Bớt nông tính nè ha. Rồi mình phải hiểu người ta mới hiểu mình. Hai cái đó rất là quan trọng cho tình yêu. Mình muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cao khoảng 1m56 giờ lên. Tại vì tính của em nó mạnh mẽ, em mới muốn một cái người đó. Ví dụ em la khóc là tự nhiên em sẽ xìu xuống à. Trước mắt mình là vũ khí đó. Mình bật lên đó rồi người ta thấy mình thấy người ta khóc là mình tự động mình bình tĩnh lại. Là người đàn ông sợ nhất là cái tóm mắt. Lại là cứ la là khóc. Khóc là em hết la. Dạ đúng rồi. Vậy đúng là... không? Tức là sợ giọt nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi được, anh xem cô kia có thích khóc không nha. Chào em gái. Em chào anh ạ. Em có hay khóc không? Dạ em thì chúa dễ khóc hơn ạ. Vậy được rồi đó. Em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. Về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt. Em cũng hy vọng bạn nam của em là một người chín chắn, sống có trách nhiệm và biết nghĩ đến gia đình. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Quá gia trưởng và vô tâm. Nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á, tức là anh nói phải nghe. Đó là hơi gia trưởng đó. Về cái điểm này thì em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải cố gắng để mà dung hòa. Đúng trong rồi. Cái trường hợp này. Chỉ còn một điểm đó thôi, bạn trai cố gắng kìm là được rồi nha. Anh thấy đàn gái cũng rất là xinh xắn, dễ thương. Nếu mà được thì khi nào em tính là tiến tới hôn nhân được? Em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là mình tìm hiểu đủ thì là được. Rồi. Bạn trai còn có tật xấu gì nữa không? Trời ơi, chào em. Dạ chị, em không nhậu được, không nhậu. Cái uống, gì? Không biết nhậu. À, dạ không nhậu, nhậu uống một hai ly là người nó đỏ, mặt nó đỏ lên là... Đó tốt chứ có đâu xấu em. Trong cuộc sống em có sợ gì không? Em sợ ma lắm. Em thấy ma lần nào chưa? Hồi xưa thì ở gần xóm có cái giống như cái sân banh vậy á. Em ra ngoài đó em chơi lúc mà về trời mưa nó hơi lâm râm á. Em vừa đi ngang em thấy một bóng đen em sợ, em chạy hết đà, em chạy về nhà. Sang ngày hôm sau ra em thấy là cái cục xi măng. À, qua ngày hôm sau mới đi qua lại chỗ đó nữa, vậy là cũng chưa sao, còn đi ngang còn kiểm tra lại nữa đúng không? Thấy cục xi măng nhưng thấy con ma em sợ, con ma nó mặc cái ghê lắm. Dài rồi lắng con đồng hồ rồi răng cỏ rồi lấp lánh đồ nữa ha. Để đính mấy hộp? Một hộp à hả? Xong làm điều cho hai bên luôn cho nó đẹp. Giờ lấy vợ về mình tính lập nghiệp ở đâu? Nhà em có một mình, còn một mình em à. Em sống ba mẹ. Như là làm dâu đúng không? Dạ. Rồi, làm dâu được không em? Dạ được ạ. Được ha, không sao cả. Lúc như bạn gái mình buồn, vợ mình buồn thì mình làm gì cho vợ mình hết buồn? Em có tài lẻ gì không? Tính em vui lắm. Em thích tạo cái niềm vui cho người ta. Đâu em bây giờ đang buồn nè, em buồn quá trời luôn, em làm gì vui? Có thể em có thể hát và có thể nhảy được. Rồi, chơi luôn đi. Có sập sân khấu không? Dạ được. Không làm gì vậy? Nhảy hả? Thôi giữ đi chút, nhảy cho bạn kia coi. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Coi là gia đình mình có ủng hộ không? Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em và các bạn của em ạ.
Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi cho chị gặp em gái của em nha. Em xin chào chị, hai em xin dễ thương. Em là em của chị Phượng. Chị em là một người rất dễ khóc, nên sau này có quen thì mong anh đừng làm chị khóc. Chị mà khóc là anh vỗ cả tháng không đính luôn á. Anh trai bên này thì em thấy anh cũng được, cũng vui tính và cũng có vẻ hợp với chị em, nên em cũng mong là anh chị bấm nút cho nhau một cơ hội và tiến đến xa hơn nữa. Rồi. Còn em trai này mình đi với ai? Dạ em đi với anh em, anh bà con. Rồi chào anh. Chào anh. Em cũng xin kính chào hai MC dễ thương. Rồi em cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả có mặt trường quay hôm nay. Em là anh họ của em trai bên đây. Em gái bên đây rất là dễ thương, có chất giọng rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khéo léo nữa. Thì anh mong hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh nha. Khi mở cái hàng rào ra là em nhảy liền nha, để lấy cảm tình bạn gái đúng không? Đây là thế mạnh của mình mà, khoe liền đúng không? Rồi mở rào. Thằng anh, thì em hy vọng là trong những lúc anh cảm thấy hoang mang mệt mỏi, khi mà anh đọc những cái dòng cảm xúc này, anh sẽ cảm thấy tìm lại được cái những cái giây phút an yên và ngọt ngào trong lòng mình. À, cảm ơn. Rồi, hai bạn tâm sự với nhau đi. Cái quê mình á, cái mình ở cái khu vực nào vậy? À, quê của em là ở Bình Định. Bình Định. Dạ. Thì mỗi khi mà anh cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thì anh sẽ làm gì ạ? Chơi game, thích chơi game rồi có thể đi uống một phê với bạn. Em cũng hỏi có đi. Một số câu hỏi vui muốn hỏi anh, thì anh chỉ trả lời với em là có hay không thôi. Yes or no thôi nha. Dạ, trả lời nhanh nha. Anh có biết cá độ bóng đá không ạ? Dạ. Anh có dễ nổi nóng không? Có. Anh có giận dai không? Không. Anh có cờ bạc không? Không. Anh có muốn biết bắt buộc các tài khoản cá nhân của em không? Cái này riêng tư không. Ok. Anh có mê chơi game không? Cũng có xíu. Nếu như mà lúc anh đang mê chơi game như vậy mà em có việc gì đó nhờ anh thì anh có nóng giận không? Không. Anh có tắm hàng ngày không? Tắm ngày mấy lần luôn. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh có thích xem phim không? Thích. Anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó, phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy có đó. Anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à? Đi hoài à? Vợ đâu đi bộ. Phải đi bộ, đi bộ á chứ mày giờ. Dạ. Câu cuối tèn 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 tèn. Nếu như mà em đánh anh, đánh lại hay không? Anh đứng yên cho em quýnh khi nào mà anh thấy mình thôi em nghĩ. À sao không em? Đạt được bao nhiêu phần trăm hả? Tiêu chuẩn của em? À, khoảng 50%. 50%? Có thưởng có phạt gì không? Hỏi người ta quá trời vậy. 50% là không thưởng không phạt gì. Không 60% là thưởng mà 40% thì em phạt. Em thấy sai có hai ba câu thôi chứ mấy. Ở đây không có sai gì hết. Dạ. Chỉ có một câu là đi với vợ hoài thôi. Một thôi. Câu tỏ tình ngọt ngào chút xíu đi rồi quyết định bấm nút nè. Anh cũng mong hai người có một cái gì đó để cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để tiến xa hơn. Cuộc sống bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái mệt mỏi căng thẳng rồi, thì em hy vọng là sau khi em về nhà ở bên cạnh anh thì là những cái bão tố phong ba ở bên ngoài nó sẽ dừng lại ở bên ngoài, và trong nhà thì anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho em có thể yên tâm. Rồi đặt tay vào nút bấm. Để tay cũng bấm đi em trai. Bấm nút để hẹn hò chứ không phải bấm nút đi uống cà phê. Bấm nút để ta tiến xa hơn chứ phải bấm nút để vì một điều gì đó nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau với bạn. Rồi hãy trao chúc nhau các bạn hạnh phúc nha. Hôn hai bạn. Cái này khỏi. Đây. Không được. Cái này khỏi. Đâu có khỏi được.